Ăn cái này ra cả sô đề à? Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ở video này thì Khải sẽ đập hóa binh cây phi đao ra đao cho anh em xem. Nếu mà không lên thì thôi nha anh em ơi. Khải đã chuẩn bị 3 hóa binh với lại 3 bộ thủy tinh, sẽ đập được 3 nhát nha anh em. Theo yêu cầu hiện tại trong buổi tối ngày hôm nay thì hơn 1 giờ tối rồi. Hơn 1 giờ tối rồi mà rất nhiều anh em bảo Khải hóa binh đi, đỡ anh em thất vọng này nọ thì ok. Khải bỏ ra 3 hóa binh, hóa binh xem thử nó có ra được cái đao theo như ý muốn của mình không nha anh em ơi. Và nếu như video này hứa với anh em luôn, nếu mà 3 lần hóa binh này mà ra được cái đao luôn thì Khải sẽ bỏ ra trích ra 100k Việt Nam đồng để làm một event nho nhỏ dành tặng cho tất cả anh em đang xem livestream ngày hôm nay nha. Ok anh em, bây giờ đợi Khải lên đổi ba cái này nguyên liệu để chuẩn bị hóa binh nha anh em. Đây hóa binh anh em, đồ của anh em đây. Đây cái phi đao này Khải mua trước đây là 10 kim, phôi 10 kim, nói chung là nó bán 1 triệu nhưng mà Khải nói chuyện cũng khá ok, với lại là cũng quen biết là bán rẻ, Khải có 10 kim thôi anh em ơi. Là quá hợp lý, quá rẻ luôn anh em. Đó. Tốc 20, sát thương 32, sinh lực 100. Đấy, cái này Khải mang quá chắc luôn anh em. Nếu mà lên Khải mang quá chắc luôn anh em. Chúc anh may mắn ra cái đao luôn, FD rồi, hồi hộp quá. Ok, làm hai phát thôi à. Rồi, cứ giờ trước mắt cứ làm hai phát trước nha anh em. Trước mắt làm hai phát trước nha. Rồi, ok Khải đổi vụ đồ Khải làm cho anh em xem. Tay Khải sẽ đổi nguyên liệu như nè. Trước mắt Khải sẽ chuẩn bị thủy tinh các kiểu, Khải đang thiếu một viên lam. Một viên lam nữa thì Khải sẽ được 3 lần hón. Đây, đây một lần hón là tốn 3 thủy tinh như một hón binh với một với ít tiền dạng. Rồi, một tam sát thạch này, tiếp tục này. Mong là phát đầu tiên lên luôn nha anh em. Lên luôn thì Khải sẽ tạo event nhỏ nhỏ cho anh em. Đó, hiện tại hai tam sát đặt được 2 lần hón này, thiếu một cái anh em, tiếc tức quá. Đó là một cái nữa anh em, mua không hay bán anh em. Đập đầu tiên nó sẽ ra, đập hai phát cũng được anh, không ai bán, không ai bán, bán thì cũng được rồi, 100 xu là quá cao rồi mà đều ra không ai bán. Rồi không phải tiếp mà không ai bán anh em, có người bán là người ta bơ mơ, là người ta có thể ra giá là cỡ nào mình mua được cũng được mà. Được giá thì mình mua thôi. Mình cần thì bao nhiêu mình sẽ mua nè. Rồi. Rồi, đập. Đợi anh may mắn đập nhát đầu tiên rồi. Tại trên người Khải có may mắn nè. Cánh vua tửu nè. Rồi, may mắn con không. Rồi. Đi hóng bên này. Khải mua cục mana cho nó đầy mana nè. Rồi, ok. Rồi, mình bánh các kiểu rồi. Sẽ đập nha anh em. Khải sẽ đập cái phi đao này. Đó, tốc 20, sát thương 32. Rồi. Xin cái đao nhà đại ca. Xin cây đao nhà đại ca hoàng kim tôn giả. Chờ nó rao lên thế giới rồi Khải sẽ hóa nha anh em. Chờ nó rao cái dòng spam này lên thế giới Khải sẽ hóa nha anh em. Còn khoảng 200 giây nữa anh em, 200 giây nữa. Anh em đang xem đỡ làm một làm chia sẻ nè em ơi. Không có đồ phổ nè em ơi. Đồ phổ phi đao không có. Lên anh mua phục mua đồ phổ phi đao. Tại vì sáng giờ anh không có nè em ơi. Mua đồ phổ phi đao. Ai bán bây giờ? Bữa giờ mới cấp 9 là Khải đập từ cấp 6 rồi anh em. 3 cuốn đồ phổ rồi ấy. Mà không ai bán, thôi cứ đập lần đầu đi. Đập lần đầu rồi anh anh lấy đồ phổ khác đập lên. Anh có đồ phổ khác mà. Đây này. Có đồ phổ khác này. Cứ đập lần đầu đi anh em. Lần đầu nó có lên hay mít gì cũng có thể đập lên cấp 10 rồi. Có đồ phổ khác này. Đó, em có phổ giao dịch đi, trời ơi, ai biết. Đâu quý. Có đồ phổ giao dịch thì anh đã biết đâu. Rồi, đem là phổ lên cấp 10 nè ơi. Tại vì đồ phổ khác có mà không có phi đao. Cái ép phi đao này từ cấp 6 nè. Từ cấp 6 lên cấp 9 nè. Làm ăn đồng, ok.
Gã nọ chắc luôn. Bên server kia là mình tìm cái nỏ anh em. Bên server kia á, mình tìm cái nỏ thì nó lại ra cái đao. Má nó ra cái đao cấp 10. Mà không biết bên này mình tìm cái đao thì nó ra cái nỏ không đây. Không biết bên này mình tìm cái đao nó có ra cái nỏ không đây anh em. Nó ra nỏ chết luôn anh em. Ok anh em nha. Quý có ok anh em. Rồi. Hãy ép cái phổ lên cấp 10 anh em ơi. Ép cái phổ lên cấp 10 đó. Ép cấp 10 anh em ơi. Vật phẩm khám nạm. Bắt đầu khám nạm phi đao. Rồi, lên cấp 10 ép anh em ơi. Rồi, ok nha, phi đao lên cấp 10 nha. Ôi, nó báo gì vậy? Đúng rồi ta. À, lỗi đao nhầm. Quả nhầm, quả nhầm lỗi đao. Phải lồng lú phải chứ. Đây. Lên cấp 10. Rồi, bây giờ bắt đầu đi ép này, chính thức đi ép này. Tương dương trung tâm. Nhảy hai nháy thì như thế nào nha anh em. Mua được thì tin nữa thì tính tiếp nha anh em. Rồi được rồi. Okay, xin cái đao coi. Đại phong đao coi. Xin cái đại phong đao. Xin cái. Rồi, Khải đi đao lại một lần nha anh em ơi. Rồi, lần này Khải sẽ ép nè. Vô. Vô luôn bác tài ơi. Hiện tại giờ đang thiếu một cục lam. Cục lam. Rồi, đúng chưa anh em? Hai 50 vạn 200 xu à, lái xu rồi. Lái xu rồi anh em ơi. Một lần hóa sẽ 200 xu, chuẩn bị sẵn 600 xu trong rương luôn nè. Ơi, thiếu xu rồi, đi đổi xu rồi. Để nếp nhìn lại thiếu 200 xu anh em, lâu rồi không ép. Quý à, quý vào bàn lắm nè. Quý chơi vui rồi. Nó sang boss này nọ chứ còn ít vào bàn lắm. Một phát, nói chung nha, Khải hứa anh em nha, nếu mà Khải lên cái đao luôn, Khải lên cái đao luôn trong 3 lần hóng binh này á, thì Khải sẽ bỏ ra 100k. Khải sẽ bỏ ra 100k làm event nhỏ nhỏ dành tặng cho tất cả anh em đang xem livestream này nha anh em. Tất cả anh em đang xem livestream này, 100k vì đồng đồng nha anh em. Khải sẽ chuẩn bị 3 bộ này. Còn không lên thì thôi nha anh em, không lên thì ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ làm batch 2 nha anh em. Tối nay Khải sẽ làm batch 1 thôi anh em ơi. Ngày mai Khải sẽ làm batch 2 hóng binh nha. Nặng ha. Vô. Muốn ép cũng phải từ từ anh em, phải đủ nguyên liệu này nọ chứ anh em cứ hối sao được anh em. Anh em cứ hối sao được anh em. Cứ hối sao được anh em, cứ bình tĩnh anh em. Rồi, lên thời gian cái nữa ép này. Rồi, vô. Rồi, hồ điểm 5 nha anh em ơi. 1 2 3 4 5 gì vậy? À gì vậy? Người đặt cái vậy. À đợi bên ngoài, ok. Nó bảo là chỉ đặt một cây vũ khí thôi anh em ơi, còn lại đợi bên ngoài á, vãi thiệt. Bỏ một món vũ khí nè. Ủa sao lại sao 50 phút dương nữa ta? Là sao là có 50 phút dương là sao ta? Cái vấn này là sao tốn phút dương ta? Nè, một món binh khí nè, 50 phút duyên. 50 phút duyên, giờ bỏ phút duyên rồi trời. À, cứ test lần đầu tiên em ơi. Bên này nó là bảo bỏ 50 phút duyên em ơi. Phút duyên giờ, phút duyên như thế nào ta? Giờ nó nói là 50 phút duyên là mình đỡ chỗ này hay là mình cần tách ra 50 ra. Thôi cứ test phát đầu tiên nha em. Test phát đầu tiên thử xem như thế nào anh em. Cả đếm 5 giây nha. 1 2 3 4
Đây không, lần không thất bại. Thất bại anh em. Đó, lần đầu tiên thất bại anh em ơi. Mất một không binh nha, thấy chưa? Lần đầu tiên thất bại anh em. Mất một không binh và nói chung là mất nó bảo mất phong duyên mà không mất phong duyên anh em. Chỉ mất là tam sát thạch, không binh. Ôi, bảo mất 200 xu mà có mất người ta. Hãy nhớ là khai đỡ 200 xu rồi, từ từ. Gấp như này như này. Không biết có mất 200 xu không? Do này đỡ xu nhiều quá. Cộng bước này ra khỏi trận. Đó. Rồi. Tiếp lần 2 nha anh em. Lần đầu tiên thất bại anh em ơi, chán chưa? Lần đầu tiên thất bại anh em ơi. Lần đầu tiên thất bại rồi, 13 giây. Nó ra thế giới khả sẽ ép nha anh em. Nó ra thế giới khả sẽ ép nha anh em. 13 giây thôi. Đây là lần thứ 2. Rồi, ok, thành công. Thành công anh em ơi. Nếu mà ra cái đao, Khải sẽ dành tặng anh em 100k. Nếu mà ra cái đao, Khải sẽ dành tặng anh em 100k. Dành tặng ngay và liền cho anh em livestream trên này đang xem. Rồi, nặng anh em ơi. Giờ trang đồ, giờ không nặng được rồi. Giờ chỉ bật lên là thái luôn anh em ơi, không nặng được rồi. Nhưng Khải sẽ bật lên cho anh em thái luôn nha. Khải sẽ bật lên cho anh em thái luôn nha anh em ơi. Không biết lên được hay không anh ơi. Kiếm, trời ơi. Kiếm cũng ngon anh em. Kiếm cũng ngon đấy mà đi. Khải là phải, Khải muốn cái đao anh em ơi. Khải muốn cái đao, không muốn kiếm anh em. Chết bà. Muốn đao cơ mà. Khải muốn đao, không không muốn kiếm anh em ơi. Trời ơi, ra kiếm anh em ơi. Chán đời chưa. Lần đầu tiên xịt, lần sau ra kiếm anh em ơi. Cái kiếm này vẫn ngon thì kiếm vẫn ngon nhưng mà thiệt tình anh em, Khải muốn cái đao cơ. Đao là Khải cầm anh em ơi. Kiếm thì bán thì tầm này 2-3 triệu, 3-4 triệu là bình thường anh em. Đó. Nhưng mà tầm này thiệt chứ mình muốn cái đao cơ. Rồi, để tôi mua thêm một cục thủy tinh nữa. Lô. Ra không anh? Ra cái kiếm, trời ơi. Rồi ra tiếp tục là kiếm cái đao mới được. Giờ thiếu cái viên lam thủy tinh này. Anh cả cho em mượn con Thủy Yên 10 phút được không? Đang con bot góc lạc cái đéo đam được, đéo con nào đang được ngoài Thủy Yên. Cuối cùng là ra cái con, ra cái gì? Toái người đào à? Đào cuối cùng là ra cái kiếm cân bang á. Anh cả. Anh đang bắt em ơi, chờ chút em ơi. Rồi giờ bây giờ hiện tại bây giờ là thiếu viên thủy tinh anh em, được rồi. Hiện tại Khải chỉ mua một viên thủy tinh rồi nha. Ép đúng 3 lần thôi, mua một làm thủy tinh. Kiếm này võ đang kiếm dùng. Đang kiếm chơi ngày mai em ơi. Đang được không? Kéo được ra. Máu này, anh cứ là chu máu. Được. Anh đừng gốc lát đang được đúng không? Kiếm. Em đéo đang được. Em đéo đang được. Cộng mà sợi. Cộng mà sợi. Anh có tin em bỏ 10 game ra em ăn mà em hòa 4 á. Ừ, hòa 4 là ngon rồi. 10 game không? 12 viên tinh hồng anh. Trời ơi, cái gì? Ra 12 viên tinh hồng sao hơn vậy? 4 cái hoán binh, 4 viên thủy tinh, tử thủy tinh, còn đâu thủy lam thủy tinh mới kia là được 3 viên nữa à? Còn lam không em? Còn lam không? Còn lam thủy tinh được không? Không. Có tử tinh đâu. Có tử 4 viên bán 4. Ra 7 viên thủy tinh, 12 tinh hồng. Ừ. 4 hoán binh. Chờ chút được nghiên cứu mô cục thủy tinh rồi đạp phát cuối nha anh em. Rồi, ok anh em, bây giờ qua lấy viên lam rồi làm nhắc cuối nè mày. Giao dịch. Trăm xu. Ngày mai Khải sẽ chuẩn bị hỗn binh và này nọ các kiểu rồi đọc tiếp nha anh em, nếu mà không lên nha anh em. Làm này phát thứ 3 này mày. Phát đầu tiên xịn này, phát thứ 2 lên kiếm nè. Kiếm kìa. Đâu rồi ta? Kiếm mộc kìa. Đâu em? Lại mộc tiếp. Đi, mẹ củi thế. Thôi không anh em, điểm phú dương không đủ. Phú Duyên đến 200 hay 300 Phú Duyên thì mới mua được mà không anh em ơi. Đợi Phú Duyên làm giả tỏ thôi. Rồi.
Khải sẽ tiếp tục đọc phát cuối cùng cho anh em. Khải sẽ đọc phát cuối cùng cho anh em. Đọc phát cuối cùng cho anh em ơi. Rồi, phát này Khải làm phát cuối cùng. Anh Phương làm được không? Rồi, lần này Khải sẽ giấu cái vũ khí bên dưới nè. Khải sẽ đòi khoáng bên ở tâm sắc thạch đó. Khải sẽ giấu cái rương bên dưới bó cho anh em xem nha. Cái này ra không tốt lý cũng được, giá cần phải đào. Không tốt lý bán là có tiền rồi. Đúng rồi, nhưng mà không tôi bán, đã nói xa là ép khi nào ra cái của mình thì, thôi. Thì anh bảo đồ kim chỉ có Khổng Tức Linh với cả đào. Khổng Tức Linh đào với kiếm chung. Chỉ có đó thôi. Anh Khải đã hứa với anh em fan rồi thì phải làm thôi. Nghĩa là đi bán để mất mặt idol quá. Có bán cái kiếm 12 kim không để Quang em đi kiếm chơi? Không em ơi, vì sao bán cái 12 kim chết luôn. Rồi ép cho anh em ơi, Đặc Khải kéo xuống tí anh em ơi. Chưa biết cái gì nào, Đặc Khải em nhém nhém xíu. Rồi ok này, Khải sẽ cố gắng phát này nè mời. Rồi, phát này phát cuối nha nè. Phát này phát cuối nha nè mời. Phát này phát cuối nha, cho anh em xem nha. Rồi Khải ra thế giới một tí nữa. Câu này lên thế giới Khải sẽ bắt đầu ép 42 giây nha nè. Cái này lên thế giới Khải sẽ bắt đầu xác nhận nha nè. Anh em chờ đợi 42 giây Khải sẽ ok nha. Lên thế giới là Khải sẽ ok nha nè mời. Đây. Đó, lên thế giới thì Khải sẽ ok nha. Và phát này lên hay không, không lên thì Khải cũng đi ngủ nha nè. Lên hay không lên thì cũng đi ngủ nha nè mời. Và anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ video nè mời. Đang xem đừng quên cho một like chia sẻ video nè mời. Nếu bắt này không lên thì Khải sẽ tiếp tục làm bắt thứ hai. Khải sẽ tiếp tục ép cho anh em xem. Cố gắng lên cái đao Khải cầm luôn là đẹp nè. Lên thế giới là Khải ok nha. Con kia còn bao nhiêu anh? 1.2 triệu. Năm độc không cắt bùa được à? Thất bại, rồi xong. Hai lần thất bại. Rồi xong, bắt một nghỉ nha em ơi. Bắt một nghỉ nha, ngày mai Khải sẽ lên bắt hai nha nè. Ngày mai Khải sẽ tiếp tục lên bắt hai. Lần này hón thất bại, đội xanh. Hôm trước Khải hón cái kia cũng vậy, hón lần 8 cái nó mới lên nè. Hón 8 cái nó mới lên được cái vũ khí mình cầm. Khải lúc đó Khải làm hình như là 2 bát hay 3 bát đó. Rồi xịt. Rồi, vẫn trở về nguyên vẹn cái kiếm thôi nè em ơi. Rồi bây giờ đi ngủ nha mày. Thương dương trung tâm. Nói chung là một lần hón là tốn khoảng gần 200.000 Việt Nam đồng anh em. Một lần hón là 200.000 Việt Nam đồng. Xịt hai lần rồi. Một lần ra cái kiếm tính ra là xịt 3 lần hết 600k rồi. Anh em thấy chưa? Xịt 3 lần hết 600k rồi anh em. Đâu ít đâu anh em. Xịt hai lần rồi. À, ok bây giờ cầm đao đi cho anh đi ngủ thôi em ơi. Hôm nay Khải ngủ tới ngày mai hẹn em lên tiếp tục bắt hai thôi. Hoàng binh thì Khải không có này, ngày mai mua thị tinh nữa ép tiếp tục em. Rồi mỗi lần ép thì 200 xu vậy thôi. Rồi. Ngày mai nạp ít kim nữa nè. Cái kiếm này bỏ vô để ngày mai ép tiếp nha em ơi. Không lên thì chịu thôi anh em. Còn bao nhiêu kim đấy hả? Gần lửa quang, sao em? Còn bao nhiêu kim rồi? Hết 6 kim rồi. Hết hơn 6 kim chứ. 7 kim rồi. 30 kim rồi ra đao rồi được. Thì nói mà cái này nếu mà bán ra này cái kiếm bán ra hơn 2-3 triệu là bình thường. Nhưng mà cái vấn đề là mình muốn thằng cái đao. Bán tố. Ok. Rồi, ok, bây giờ Khải ốc đi ngủ nè mày. Thị tinh thì có nhiêu này thôi. Ngày mai mua thêm thị tinh. Không minh thật, là ép thôi.
Ok nha, bye bye anh em nha, bye bye anh em nha. Bây giờ phải đi ngủ nè mọi, bye bye mọi người nha. Đây là bắt đầu tiên xịt anh em mà xịt hai phát liên tiếp rồi. Có gì ngày mai làm bắt hai sau thôi. Hẹn anh em trưa mai nha anh em, hẹn anh em trưa mai làm bắt hai nha. Bây giờ phải đi ngủ nè mọi. Bye bye anh em nha, bye bye anh em đang xem livestream luôn nha.